chào tất cả các bác. Các bác đang theo dõi video trên kênh Tám Xin Nước Việt. Video đang được quay trực tiếp tại nhà Tám Chim Đất Việt. Các bạn có thể xem thêm trên website chimcanhdatviet.com. Chia sẻ với các bạn một chút về cái cám của nhà mình đang cung cấp cho anh em toàn quốc. Bên tay của mình đây là cái cám họ Mi, bên nhà mình làm luôn, 200.000 một kg, hoàn toàn nguyên liệu tự nhiên và các bạn có thể sử dụng ổn định quanh năm. Qua quá trình sử dụng thì con sắc lông, sắc mỏ của chim sẽ sáng vàng đẹp lên rất là nhiều. Và đây là địa chỉ của nhà mình, giá là 200.000 một kg các bạn nhé. 200.000 một kg sẽ được 4 gói như thế này. Quay trở lại với chú Mi này. Đây, chú Mi đang nuôi trực tiếp tại nhà mình luôn.